anh vẽ đạt cho điên trong xe lóc huy đi à. Anh mà vẽ được em cho em 10 tô gà nướng. Ủa chứ không phải cho anh 10 tô gà nướng em. Chơi kỳ vậy. Thôi được rồi, giờ anh vẽ đây. Đạt chó điên là ai? Nhắc đến Đạt chó điên thì chắc chắn các bạn sẽ biết đó là nhân vật trong xe lóc huy truyền kỳ trên kênh Oppa Huy Idol, hơn 7 triệu người đăng ký. Nhân vật Đạt chó điên này là nhân vật phản diện cực kỳ nguy hiểm, hắn giết người không nương tay dù là ân nhân của mình. Tóm tắt câu chuyện, Đạt chó điên sau khi bị xe lóc huy đánh thảm bại ở phần 1 và tụ tập băng nhóm cùng vũ để giải cứu ông Trùm. Và sau đó nhóm của xe lóc huy vào hang ổ chiến đấu với băng nhóm của ông Trùm. Bạn nào là chi kỳ của xe lóc huy thì để lại bình luận phía dưới nhé.